Messi xuống sân, sững cổ với huấn luyện viên đối phương. Theo nhà báo Fernando Sport của Forbes, siêu sao Lionel Messi đã nổi đóa với huấn luyện viên Tano Ortiz của Monterrey sau thất bại 1-2 của Inter Miami ở lượt đi tứ kết CONCACAF Champions Cup. Trước Monterrey, Messi ngồi trên khán đài thay vì thi đấu do chưa hoàn toàn đủ thể trạng sau chấn thương gân kheo. Dù vậy, sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như khi kết thúc trận đấu, Messi không xuống sân tỏ ra đầy tức giận với ban huấn luyện phía Monterrey cũng như tổ trọng tài. Không chỉ Messi, cả Luis Suarez, Jordi Alba, huấn luyện viên Tata Martino của Inter Miami cũng tham gia. Theo nhà báo Sport, Messi và đồng đội đã phàn nàn với trọng tài về một số quyết định được đưa ra trong trận đấu căng thẳng, trong đó có tấm thẻ đỏ của tiền vệ David Luiz ở phút 65. Ngoài ra, Messi còn tỏ ra bức xúc với huấn luyện viên Ortiz phía Monterrey. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, Ortiz đã ám chỉ việc Inter Miami nhận được sự thiên vị từ các trọng tài. Ông nói, mọi thứ xung quanh Messi đều có thể dẫn đến các quyết định thể thao và phi thể thao được đưa ra. Rõ ràng là tôi không biết liệu điều đó có gây hại cho chúng tôi hay không, nhưng chuyện này chúng tôi không quản được. Về mặt thể thao, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Sau đó, tôi không thể xử lý được những việc khác. Monterrey được cho là đã yêu cầu CONCACAF xem xét vụ việc, bất chấp không có bình luận chính thức nào được đưa ra từ câu lạc bộ hoặc bất kỳ cầu thủ hay huấn luyện viên nào có liên quan. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra tại Mexico vào ngày 10 tháng 4 và Messi nhiều khả năng sẽ ra sân. Mùa này, chủ nhân của 8 quả bóng vàng đã có 5 lần ra sân cho Inter Miami trên mọi đấu trường, đóng góp 5 bàn cùng 2 đường kiến tạo. Ở 5 trận vắng Messi gần nhất trên mọi đấu trường, Inter Miami thua 3, hòa 1 và chỉ thắng 1, đó chiến thắng trước DC United tại MLS hôm 16 tháng 3.